Chào các bạn, video này mời các bạn cùng easyship.vn kiểm tra một kiện hàng của một vị khách ở quận 10 đã đặt mua trực tiếp trên website của easyship.vn và chờ khoảng 3 đến 5 tuần. Thì ngày hôm nay, kiện hàng đã về đến văn phòng của easyship tại Việt Nam. Đây là một số kênh thông tin bên mình. Kiện hàng được easyship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ, đó là Best Buy ở thành phố Chino, bang California, và được ship tới văn phòng của easyship.vn tại Mỹ, là bang Oregon. Dưới đây là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được easyship.vn thông báo qua email của khách hàng khi khách hàng mà đặt mua trực tiếp trên website, và sẽ được cập nhật liên tục thường xuyên, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng theo dõi của mình, thì dễ dàng theo dõi đơn hàng của mình. Được vận chuyển bởi nhà vận chuyển UPS, thì các bạn có thể copy cái số tracking của mình trong email và chép dán vào trên trang chủ của UPS để có thể theo dõi đơn hàng của mình. Ngày hôm nay kiện hàng đã về đến Việt Nam và vẫn còn rất là chắc chắn. Hộp khá là to, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu cấn móp hay gì cả. Kiện hàng này đã được kiểm tra một lần tại Mỹ. Bây giờ easyship.vn sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra được mẫu sản phẩm bên trong. Bên trong chúng ta còn một chiếc hộp nữa. Nó sơ về kiện hàng hôm nay là một mẫu laptop đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng là Microsoft. Thì nó sơ về Microsoft, thì những bạn nào chưa biết thì đây là một thương hiệu tập đoàn rồi, một tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới và đã có rất là nhiều sản phẩm về phần mềm nổi tiếng. Được thành lập bởi hai vị rất là nổi tiếng, đó là Bill Gates và người bạn thân của ông là Paul Allen, có trụ sở chính ở Washington, Mỹ. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp thứ hai này. Best Buy họ ship về đây với đóng gói khá là kỹ. Đây là một đơn hàng với giá trị rất khá cao, cho nên là họ có lẽ là họ rất là cẩn thận. Hộp này được mở theo dạng như là hộp cài vậy, các bạn có thể thấy. Nhân vật chính của chúng ta đã lộ diện rồi, được đựng trong một chiếc box màu trắng rất là quen thuộc của Microsoft. Bây giờ mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra. Như các bạn có thể thấy, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn nguyên siêu, mới 100%, không hề có một dấu hiệu cấn móp hay là va đập mạnh. Rất là đẹp. Mình sẽ phải để nguyên siêu để cho khách hàng có thể tự tay mở siêu ra sản phẩm này. Phía sau này là một số thông tin cơ bản như tên của mẫu sản phẩm, như là Microsoft Surface Laptop 4 phiên bản 13.5 inch, đi kèm với đó là hệ điều hành Windows, được Wi-Fi 6.802.11ix, không mới nhất. Phía dưới này là một số thông tin cơ bản như sử dụng con chip đến từ thương hiệu Intel, Core i7, bộ nhớ lưu trữ SSD 512GB, với đi kèm với đó là RAM 16GB, phiên bản Metal Black đen nhám. Với cấu hình này thì đây là một chiếc Surface laptop với cấu hình khá là khủng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tư vấn cho các bạn về mẫu sản phẩm này. Đầu tiên đi về màu sắc, thì màu sắc đây là một màu đen nhám kim loại, được hoàn thiện hoàn toàn bằng kim loại nha các bạn, mang lại rất là nét sang trọng và hiện đại cho chiếc máy. Ở màn hình thì bản 13.5 inch này là một sử dụng màn hình Pixel quen thuộc với tỷ lệ là 3:2, độ phân giải là 2256x1504 pixel, hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 ngón, trang bị bàn di chuột bằng kính, bàn phím thì có đèn nền, hành trình phím 1.3mm và bút Surface Pen. Bộ xử lý được sử dụng cho phiên bản này là chip Intel Tiger Lake Core i7 đời thứ 11 với mã là 1158, i7-1185G7. Microsoft tuyên bố là việc nâng cấp chip này sẽ mang lại hiệu suất nhanh hơn đến 70% so với Surface Laptop 3 và có khả năng đa nhiệm được cải thiện rất là đặc biệt.
Trọng lượng của phiên bản 13.5 inch này có trọng lượng là 1,288 kg, là chưa đến 1,3 kg. Với bản sử dụng chất liệu hợp kim nhôm này, cho thiết kế nhỏ nhẹ và di động hơn. Cổng kết nối được hỗ trợ cho mẫu Surface Laptop 4 này vẫn được trang bị một cổng USB Type A, một cổng USB Type C, một jack cắm tai nghe, một cổng Surface Connect. Đáng tiếc là mẫu sản phẩm vẫn không có cổng Thunderbolt 4. Và mẫu sản phẩm này cũng được trang bị cụm camera HD720 hỗ trợ Windows Hello nhận diện khuôn mặt, gần như là được chuyển từ Surface Laptop 3 sang, nhưng mà sẽ hỗ trợ được phần mềm và thuật toán mới để tăng hiệu suất so với bản cũ. Các chức năng khác gồm có là Mic Studio Smile và loa Omnisonic hỗ trợ Dolby Atmos 9. Kết nối không dây thì sự hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 chuẩn mới nhất và Bluetooth 5.0. Tuy nhiên rất đáng tiếc là mẫu máy vẫn không có tùy chọn 4G LTE và hoặc là 5G. Và đó là một số thông tin cơ bản mình muốn chia sẻ đến các bạn nào đang quan tâm đến mẫu sản phẩm Microsoft Surface Laptop 4. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.